anh em lần đứng lên tay cho nhau để cầu nguyện giao phó sự thờ phượng của chúng ta cho ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúng ta tôn vinh Chúa và thánh ca này, chúng ta cùng vỗ tay lớn tiếng để chúng ta ngợi khen Chúa. Chúng ta cần Đức Thánh Linh lửa của Ngài ở hiện diện ở giữa phòng chúng ta. Amen. Chúng ta nhớ những cái lời mà chúng ta hát rất là có ý nghĩa cho mọi đời sống.
về Chúa. Amen. Hallelujah. Chúng ta tôn vinh Chúa một cách cao nữa, sau đó chúng ta sẽ cùng cầu nguyện và chúng ta học hỏi lời Chúa. Chúng ta cùng đưa tay lên để chúng ta tôn vinh Chúa. Chúng ta bởi vì ai ta được Chúa trời quyền năng. Hallelujah, xin Chúa, Cha Chúa tình thương của Ngài bên mỗi tấm lòng chúng con buổi chiều hôm nay. Để khi chúng con ra khỏi ngôi thánh đường này, chúng con xin nhận được đầy ơn phước của Chúa. Hallelujah, hallelujah, và cảm tạ Ngài. Chúng con giao phó thì giờ trọng thể và còn lại trong tay quyền năng của Chúa và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn quý bạn cha xin chân mời quý bạn.